nước kiềm có phải nước bi không? Nước hydrogen có phải nước bi không? Rất nhiều câu hỏi như vậy đã được đặt ra. Vâng, và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách phân biệt các loại nước như trên. Vâng, và chào mừng các anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của Riêng Nước. Và vừa rồi là cái nội dung mà rất nhiều người đang quan tâm và đang muốn hỏi làm sao để phân biệt được nước bi với các loại nước khác mà cũng là nước tốt. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để phân biệt các loại nước khác nhau này. Thì ở đây chúng ta sẽ có các loại nước như sau. Đầu tiên đây là một cốc nước tinh khiết này. Thứ hai là một cốc nước kiềm, đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta sẽ có một cốc nước hydrogen lấy ra từ máy tạo nước hydrogen cầm tay của Bantech. Và cái máy này sẽ được tạo nước hydrogen từ một loại nước sạch thông thường mà không phải là nước kiềm, đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta sẽ có nước bi. Vậy thì các loại nước này khác nhau như thế nào? Thì sau đây tôi sẽ cùng làm để anh chị cùng xem. Đầu tiên là chúng ta đã có hai loại nước đây rồi, và tôi sẽ lấy cốc nước thứ ba lấy từ máy hydrogen cầm tay ở đây. Và cuối cùng là ta sẽ lấy nước pi, lấy từ máy tạo nước pi của Bantech. Đây là máy đang trong quá trình tự động thử rửa anh chị nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ chọn mức nước số 4 này. Và chúng ta sẽ lấy nước pi từ máy tạo nước pi của Bantech. Thì trên đây tôi là một chiếc bút đo TDS. Thì cái bút đo TDS này, như anh chị đã biết trong các video khác, thì chúng ta biết rằng đây không phải là bút để phân biệt độ sạch của nước, mà sẽ là đo tổng chất rắn hòa tan trong nước. Tuy nhiên thông qua cái bút này thì chúng ta sẽ biết đâu là nước tinh khiết mà nước loại bỏ hết khoáng. Thì ta cùng xem. Bây giờ chúng ta sẽ đo chỉ số TDS trong các loại nước. Chúng ta thấy rằng nước tinh khiết có chỉ số TDS rất là thấp, do nó loại bỏ hết tất cả những cái tạp chất trong nước, bao gồm cả khoáng chất tốt nữa. Nó chỉ số TDS của nó chỉ là 13 thôi. Trong khi đó nước kiềm là loại nước đã được là làm sạch, đã loại bỏ những tạp chất nhưng giữ được những khoáng chất tốt của nước, chỉ số TDS của nó khoảng 149. Tiếp theo là nước hydrogen, cũng sử dụng những loại nước đã được làm sạch nhưng mà vẫn giữ khoáng chất tốt trong nước, thì nước hydrogen chúng ta chỉ số TDS cũng khoảng 154. Và cuối cùng nước bi cũng là loại nước giàu vi khoáng và đã được loại bỏ hết những tạp chất trong nước nhưng giữ lại những khoáng chất tốt, thì chỉ số TDS của nó cũng khoảng 154. Ok, như vậy là thông qua việc đo chỉ số TDS chúng ta thấy rằng nước tinh khiết là nước đã được loại bỏ đi hết tất cả những tạp chất trong nước, bao gồm cả những khoáng chất tốt. Trong khi đó là nước pi của chúng ta là loại nước có giàu vi khoáng. Thế nên là chỉ số TDS của nước pi nó sẽ cao hơn so với nước tinh khiết thông thường, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta hiểu rằng là cái chỉ số TDS này không phải là độ bẩn của nước, mà nó là những cái khoáng chất giàu vi khoáng trong nước. Như vậy nước pi có đặc tính đầu tiên là tính chất giàu vi khoáng. Đấy ạ. Thứ hai là tính chất, nước pi có tính chất chống oxy hóa mạnh. Thì tính chất chống oxy hóa mạnh này sẽ được thể hiện bằng bằng cái việc là nó có hydrogen trong nước. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đo chỉ số thứ hai của các loại nước này, đó là chỉ số hydrogen chị nhé. Ở đây tôi sẽ có một cái bút đo hydrogen ở đây. Ở đây chúng ta thấy rằng chỉ số hydrogen của nước pi đang là hơn 700. Cần 800 đúng không ạ? Cần 800. Tiếp theo là chỉ số hydrogen của nước hydrogen lấy từ máy tạo nước hydrogen cầm tay của Bantech. Chỉ số cũng đạt hơn 800. Hơn 800. Trong khi đó là chỉ số hydrogen của nước kiềm, ở đây chúng ta sẽ đo của nước kiềm đang lùi về không. Vâng, nước kiềm là nước sẽ không có hydrogen đúng không ạ? Chỉ số hydrogen của nước kiềm là không. Và cuối cùng là nước tinh khiết, chúng ta sẽ đo. Nước tinh khiết cũng là cũng là không có hydrogen, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy rằng chỉ có nước pi và nước hydrogen là có hydrogen thôi, còn hai loại nước này là không có hydrogen. Vậy thì nước pi là nước có tính chất thứ hai là tính chất chống oxy hóa mạnh của hydrogen, và nước hydrogen cũng là nước có tính chất có nhất hydrogen, đúng không ạ? Có hydrogen trong nước. Trong khi đó là nước kiềm và nước tinh khiết thì sẽ không có hydrogen ở trong nước, đúng không ạ? Thứ ba là nước pi là nước còn có tính chất kiềm nữa. Thì chúng ta cùng xem là tính chất kiềm của các loại nước này như thế nào. Sau đây thì tôi sẽ có một loại lọ thuốc thử pH ở đây và tôi sẽ nhỏ vào để đo cái độ kiềm ở trong loại nước này anh chị nhé. Đầu tiên là nước pi này, tôi sẽ nhỏ 2 giọt. Thứ hai là nước hydrogen này. Thứ ba là nước có tính kiềm này. Và cuối cùng là nước tinh khiết.
Vậy thì đây là gì ạ? Chúng ta đã thử qua những cái tính chất của các loại nước khác nhau, đúng không ạ? Như vậy thì nước tinh khiết là nước sạch, nhưng mà nó không có tính chất tốt vì gì ạ? Nó không có hydrogen, mà nó cũng không gì ạ? Không có tính kiềm, nên là nó chỉ có tính sạch thôi. Và gì ạ? Uống cái loại nước này thì sao ạ? Lâu dần chúng ta sẽ gì ạ? Không khắc phục được những cái tình trạng sức khỏe như là dư axit chẳng hạn, hay là không chống lão hóa được. Trong khi đó gì ạ? Nước kiềm nó là một trong những loại nước tốt, khi mà ngoài cái việc nó đã sạch, nó đã an toàn rồi thì nó còn có tính kiềm, giúp gì ạ? Trung hòa những axit dư thừa trong cơ thể để khiến cho chúng ta gì ạ? Loại bỏ đến những cái bệnh do gì ạ? Do dư axit. Và tiếp theo, nước hydrogen nó cũng là một trong những loại nước tốt, khi mà gì ạ? Nó ngoài cái việc là nó đã sạch an toàn rồi, đúng không ạ? Nhưng nó lại còn có tính chất hydrogen, giúp gì ạ? Giúp chống oxy hóa trong cơ thể, mặc dù nó không có tính kiềm, đúng không ạ? Nhưng hydrogen cũng rất là tốt, nó giúp chống oxy hóa, chống lão hóa rất hiệu quả. Và cuối cùng thì ạ, nước pi đương nhiên là loại nước tốt nhất ở đây, đúng không ạ? Vì ngoài cái việc nó đã sạch, nó an toàn rồi, nó còn có gì ạ? Cả tính kiềm, giúp cho trung hòa dư thừa trong cơ thể, đúng không ạ? Và nó còn có cả tính gì ạ? Hydrogen, giúp chống lão hóa, chống oxy hóa. Và đặc biệt hơn nữa, nước pi nó còn có tính chất là gì ạ? Cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ. Thì cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ này giúp gì ạ? Thẩm thấu sâu vào các tế bào một cách nhanh chóng và gì ạ? Giúp đào thải độc tố hiệu quả. Thì đó là gì ạ? Đó là nước pi, nó sẽ bao gồm 4 tính chất hơn so với những cái loại nước khác chị nhá. Vậy thì để có thể là sử dụng nước pi thì chúng ta chỉ có một sản phẩm mà gì ạ? Duy nhất có thể tạo ra nước pi, đó chính là gì ạ? Máy lọc nước và BioNTech. Là đây là một thiết bị gia đình được gì ạ? Được sản xuất bởi tập đoàn BioNTech của Hàn Quốc, và đây là một sản phẩm được chứng nhận FDA Hoa Kỳ. Là một thiết bị y tế giúp cho chúng ta thì ngoài cái việc là có nước sạch, nước an toàn để uống, thì chúng ta còn có một nguồn nước tốt giúp bảo vệ sức khỏe từ rất là nhiều góc độ, như là thì anh chị có thể là dùng để uống này, dùng để ngâm rau củ quả, cũng như là có thể dùng để nước hoa hồng để rửa mặt, để rửa vết thương nữa, rất là hiệu quả. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nước pi là nước đã vượt trội hơn so với tất cả các loại nước thông thường. Và nếu như chúng ta đang quan tâm sức khỏe thì anh chị nên sử dụng nước pi làm nước để ăn uống hàng ngày thì rất là tốt. Và chúc cho anh chị có một cái sự lựa chọn loại nước tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh YouTube của Giếng Nước. Xin chào lại các anh chị.